Rất là nhiều chị em mà đến giờ vẫn còn hỏi rằng là bao nhiêu tuổi thì có thể sử dụng được kem chống nắng, chống nắng có làm mịn da, trắng da hay đẹp da hơn hay không. Thì bây giờ bạn thử suy nghĩ xem, nếu mà bạn không sử dụng sản phẩm gì, khi ra đường tác động của mặt trời cũng đã đủ gây ra sạm da, nám da, đen da đi trông thấy, chứ chưa cần nói đến những tác hại của tia cực tím hay tia UV cho làn da. Chính vì vậy mà người ta mới phải phát minh ra kem chống nắng để giúp bảo vệ làn da của chúng ta được trước những tác nhân gây hại. Cho nên khuyến cáo từ 1 tuổi đã nên sử dụng kem chống nắng, và khi sử dụng kem chống nắng thì phải sử dụng thường xuyên nhé, vì nếu quên một ngày thôi là coi như công sức của mình đã trở nên vô nghĩa luôn ạ. Thời điểm hiện tại có rất nhiều ảnh hưởng xấu đến làn da như là tia UV, ánh sáng xanh và các chất độc hại cũng tác động trực tiếp đến làn da. Nên là nhất định chúng ta phải thoa kem chống nắng sớm nhất có thể, cũng như là chúng ta cần phải lựa chọn lại kem chống nắng có các chỉ số an toàn và phù hợp cho làn da. Với Olva Sunblock, chỉ số chống nắng an toàn SPF 50 cộng phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hay là da dầu hay là da mụn, và sản phẩm được nhập khẩu tại Hàn Quốc, có công bố của Bộ Y tế và đang được phân phối tại các hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc.